Thôi kệ. Câu chuyện của các bác du kích của Quế Sơn ấy thì em vẫn cứ băn khoăn một điều và rất là muốn biết, đó là tất cả các cuộc chiến thì đều có thể có tù binh. Vâng, thì em muốn biết là cái chính sách tù binh của bộ đội địa phương của mình, và đặc biệt trong đó là du kích, như thế nào. Và trong thực tế thì các anh, như lúc nãy anh nói là đôi khi thì cũng có những cái mà du kích mình là vi phạm, thì có vi phạm, nhưng còn nếu không có vi phạm thì sau đó thì mình xử lý như nào. Ví dụ như là những trận đánh lớn mà bắt nhiều tù binh thì sau đó thì các anh mang họ đi đâu? Thế là xin báo cáo với các anh các chị là tôi thì cũng có tham gia trong cái đơn vị du kích thời gian tương đối dài, mà đặc biệt là trong cái chiến dịch năm 1972, bộ đội chủ lực cùng với du kích địa phương đánh căn cứ Rốt Quê Sơn. Thì qua cái trận đánh này thì nói chung là ta thắng lợi rất chi là dồn dã, chỉ trong 2 ngày là chúng ta giải phóng được cái căn cứ Rốt Cấm Dơi và huyện Quế Sơn. Thì với cái lượng tù binh lúc bây giờ thì tôi đang ở binh vận huyện, trách nhiệm là quản cái tù binh và giao nhận tù binh đưa lên cấp trên. Thì nó đúng á, là lúc bây giờ ta đánh là cắt tất cả các con đường rút dạ của địch, đường 105 thì ta cắt từ An Xuân trở lên Đồng Phô lên Chợ Đòn, đường ở phía bên kia từ Hòa Lam lên cầu Trường Ông Triệu là chúng ta cắt hai con đường này. Do đó lực lượng của địch sau khi thất bại thì không có con đường nào thoát được, chạy xuống là chúng ta đã ấn ngữ. Rồi đó đơn vị tỉnh là 30-72 là ấn ngữ các con đường ở phía bên đường cầu Ông Triệu, còn phía bên này là trung đoàn 9 chủ lực của ta là ấn ngữ từ Chợ Đòn xuống đến ở dưới quê Mỹ kia. Giữ, do đó mà địch không có thoát chạy được. Cái lượng tù binh lúc bây giờ mà bắt được á thì cũng trên dưới 400, trong đài thì nó rất nhiều nhưng mà thực tế người trong cuộc á thì cũng trên 400. Khoảng tù binh á bắt được á là hầu hết là tù binh người ở Nam Bộ. Lúc bây giờ còn nhỏ thì không biết Nam Bộ là thế nào, nhưng nó toàn dọc Sài Gòn, trong đó có cả Ba Tàu nữa, tức là nó tiếng Tàu. Và lớn hơn là được một anh lớn nhất là thiếu tá Phan Văn Tư, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 phố binh, chỉ huy 22 khẩu pháo, trong đó có pháo 105 là nhiều nhất, là 18 khẩu, còn 4 khẩu kia là 155. Tức là về Kha đó, tức là tên thiếu tá Phan Văn Tư quê ở Rạch Gió, vợ năm con vì nó khai mà vì còn chứng tích, nhưng mà rất tiếc là sao đưa lên rồi cũng ngỏ bệnh, sau 3 tháng thì tên thứ đó Phan Văn Tư này bị bệnh phung bệnh phưởng á, mập lên á rồi mất. Còn là tù binh á thì như khi nãy đã nói thì cái chính sách khoan hồng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam với là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam á, 10 điểm nêu rõ ràng đối với tù binh hoàng binh. Thì nói chung là thực hiện rất nghiêm túc, nhưng ở từng nơi từng lúc thì du kích do cái điều kiện là khó khăn trên đường dẫn đi hoặc là do cái thù hàng thì cũng đôi nơi thôi chứ không phải là hoàn toàn, thì cũng có sơ cái chính sách này, nhưng mà liền mà bị phê bình kiểm điểm và chấn chỉnh sửa lại ngay, chứ không có cái chuyện là mờ ám. Và sau khi đưa lên tỉnh rồi thì tỉnh sẽ tiếp nhận với cái số là lành lặn, còn cái số bị thương á, là trở về cho huyện, tức là trở về ban binh vận huyện chứ không nhận, để bị thương là trở. Cái đó là cái khó xử của địa phương, và địa phương cũng đã tổ chức những cuộc trâu trở về phía bên kia vì thương binh mà ngụy mà nó bị thương nặng. Nhưng cũng có những trường hợp nếu trâu trở mà nó lộ cơ sở, lộ cái địa điểm đóng quân đóng trại thì cái đó cũng là cái khó cho bên này. Và một cái chuyện vui là sau 3 năm, tức là đến năm 74, trên đường công tác từ trong Bình Định ông lão quay trở về, thì trên đường mòn Hồ Chí Minh lúc bây giờ đang làm đường Trường Sơn cùng với lực lượng của các sư đoàn,
lực lượng tù binh này rất chi là đông, nhưng mà trong đó có những tinh hùng, tinh thương là biết lúc ở trại nó rất mừng và rất tha thiết. À, bọn em làm đã khỏe lắm anh Bính ơi, à, bọn em có lương khô đem ra cho anh. Mà hồi đó thực đi kháng chiến thì nghèo mà đau nữa, người xanh sao mà mới nói đùa là khi đi ra trốn khi về bụng bao rồi xanh sao gầy, đem ra rất cẩn đập mà. Vì khi ở trại cũng rất mình cũng rất tốt, và khi đưa lên rồi sau 3 năm gặp trở lại nó hỏi ủa chứ bằng bay thì không được trâu trở à, hiệp định Paris 27 tháng giêng năm 73 là trâu trở, mà tại sao bằng bay chưa trâu trở nữa? Bọn em không trâu trở, mà trâu trở em làm sao em về Sài Gòn được, em xuống dưới kia làm bắt đi lính tiếp, do đó em vẫn ở đây. Nhà hỏi bằng bay ăn uống đâu, ăn uống đầy đủ lắm à, ở đây chỉ có là Nga đi làm đường đem về ngủ. Lúc đầu á nửa năm đầu khi bị bắt đưa lên á thì có học chính trị, nhưng mà sau đó là bọn em được tự do thoải mái làm đường thôi, làm đường Trường Sơn cùng với các sư đoàn từ Quảng Nam vào đến Bình Định. Hồi đó có con đường Trường Sơn Đông này là lực lượng đó là lực lượng chủ yếu, mà không phải riêng các tù binh ở Quế Sơn, mà tù binh ở Quảng Ngãi, ở Minh Long, đánh trong kia ở Phù Cốt, Hòa An, Hòa Nhơn bắt được cũng đưa về cái khu đó để mà làm đường cùng với quân chủ lực mình. Thì cái đó trên đường thì nó hầu hở phấn khởi lắm. Và được biết sau 75 á là cái lực lượng này là cho về quê đâu thì về đấy thôi, chứ còn đối với chế độ mình chính về chính trị là nói chung là rất chi là của cái mà thoải mái đối với cái số tù binh này. Và như chúng ta biết là hồi đó là ở Quế Sơn căn cứ rốt là trung đoàn 5, mà đứng đầu trung đoàn 5 trung đoàn trưởng là Tôn Thất Lữ. Nhưng mà tay này cuối cùng vẫn chả thoát, không bị bắt. Mà anh em quân đội cũng như là dân quân du kích biết á, là rất chi háo hức là muốn phải bắt được cái tên trung đoàn trưởng này. Nhưng mà trung đoàn trưởng nào vẫn chạy thoát thì, tình hình là như vậy. Cảm ơn anh Bính. Dạ. Xin mời bác Bính ạ. Thôi thì nhờ bác có với tất cả các anh các chị này, tức là về cái quan điểm cái lúc bây giờ mà nhận thức về giữa hai cái luồng tư tưởng là một bên là tù binh cầm sáu, một bên là tù binh chế độ cũ Sài Gòn. Về cái luồng tư tưởng mà suy nghĩ lúc đó là như thế nào? Đối với bản thân tôi thì cũng là một lực lượng dân quân địa phương thôi. Nhưng về cái suy nghĩ lúc đó được là nhà nước giáo dục và tuyên truyền là phải giải thích đầy đủ về cái chính sách đối với tất cả hồng binh hay hoặc là tù binh. Trong những năm chiến tranh thì bản thân tôi cũng có tham gia cũng từ du kích rồi đến bộ đội, nên cũng có bắt sống nhiều là tù binh. Nên vì cái việc mà giải quyết cái đó là đối với anh em chúng tôi là hết sức là thăng trạng. Đối với những người mà chúng ta bắt hai bên chiến đấu với nhau là ai nhanh tay hơn thì sống, mà ai chậm tay hơn thì chết. Nên chỉ cái việc mà đã xa cơ rồi thì đối với chính sách tù binh đảng và nhà nước chúng ta là giải quyết hết sức là chủ động. Tôi nói thậm chí giàu bên chúng tôi là ăn uống không đầy đủ bàn là cái họ mình hoặc là tù binh. Sở dĩ là đảng chúng ta đem giáo dục cho tất cả lính là phải chấp hành nghiêm túc về cái chính sách tù binh và hòa bình, để cho họ làm đường lật lối rồi thì bây giờ mình phải có một cái chính sách quan hồng với họ và tiếp đón họ một cách đầy đủ, để mà sao là họ về với vệ cộng. Nên chỉ trong cái chính sách xa này các anh là bọn tôi ở chiến trường là bác đưa về chiến sao, nên chiến sao có trách nhiệm giáo dục cho học chính trị và tạo mọi điều kiện để tất cả các anh em hoàng binh hoặc tù binh để tham gia vào công cuộc kháng chiến, để cho toàn dân chúng ta thực hiện là cuộc kháng chiến toàn dân, chứ không phải nói là bên kia hay là bên này, nhưng phải tạo mọi điều kiện cho hoàng binh hoặc tù binh tham gia, ví dụ như mở đường cảm lương thực. Tôi nói rõ hồi đó có hai Mỹ hoàng binh, tức là chuyên đi cộng hoàng lên xuống cái đường Đèo Lai, cái đường Hóc Xôi này, tức là xuống tới vùng Đông mà để
cảm hòn về cho cách mạng. Nên hòn bên đó là chính là hòn bên của Mỹ chứ không phải là người Việt chúng ta. Nên chỉ cái chính sách của đảng đối với hòn bên là hoặc tù binh hết sức là tế nhị. Và có nhiều cái nỗi mà chúng tôi thấy cũng không thể tưởng tượng được. Trong một số anh em thành lập có cái đại đội, có cái trung đội mà để đi vận chuyển hàng hóa cho chúng ta. Thì lúc đó là bởi vì xu thế đã cái hiệp định rồi thì rõ ràng xu thế bên này tán hãng rồi, Mỹ đã rút quân hãng. Thì cái việc bên đó đối với anh em chúng tôi là hoàng binh cũng là một người dân tộc Việt. Có gì đó khó khăn giúp đỡ là đều có. Dù anh có bị thương hay là làm đó, chúng ta cũng phải băng bó và tiếp tục nước nông cho các anh đó sống. Để sau này về với vợ con, chứ không chúng ta nếu có giết họ thì cũng mất đi một người. Nên chúng tôi là những anh em là không bao giờ là có những cái tư tưởng suy nghĩ mà được nhà nước giáo dục. Tôi cũng bổ sung thêm cái việc về tù hoàng binh cho các anh có chị rõ. Dạ, cảm ơn bác. Có một cái tình tiết rất là thú vị, đấy là hai cái tù binh Mỹ mà đi cõng hàng thì em cũng thắc mắc, lính Mỹ nó vốn là công tử lắm mà nó lại đi cõng hàng thì thứ nhất là có hiệu quả không, và thứ hai thì liệu có chính xác không ạ? Tôi có với anh chị này, cái đó không phải là công tử mà nhưng những người mà chúng ta đã bắt lên đã được giáo dục đảng và nhà nước giáo dục là anh tình nguyện xin góp vào một phần đi, và đồng thời để nói rằng với đất nước Mỹ, dân tộc Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam không có phải là một dân tộc mà giết người cướp của, mà dân tộc Việt Nam có một cái làm thương và cái vị tha thứ rất lớn, nên các anh tự nguyện để mà tham gia vào giúp cho trong những cái hoàn cảnh Việt Nam chúng ta trong lúc khó khăn ấy. Các anh đi rất là tốt, anh cảm tông khỏe hơn mình mà. Bởi vì thực là Việt Nam mình là nhỏ nhưng ảnh là lớn con, ảnh cảm khỏe hơn mình, đợt năng suất hơn mình. Nhưng thực là tôi á, là tôi gặp chỉ có hai lần thôi, chứ không được xuyên suốt với các anh đó, mà tôi chỉ gặp được hai lần những hoàng binh và tù binh đó là tham gia và vận chuyển lương thực cho cách mạng. Thì tôi thấy cái đó chứ không có một cái gì là bắt buộc, mà không có cái gì anh công tử có, ảnh tham gia ảnh đi vắng dép cô sâu như chúng ta một cách thẳng nhiên đó thôi, chứ không có một cái dài hay cái gì rất bình thường. Và anh có một cái đặc biệt như thế này, nói tiếng Việt vẫn rất lái và rất tốt. Tức là mình là không biết tiếng Anh rồi đó, hồi đó bọn tôi biết tiếng Anh hay bàn cái con đường tiếng Việt, anh ở bên kia anh vào Việt Nam không biết bao nhiêu, mà mình cũng không được tiếp xúc cho nó cạn cạn lắm, nên gì là chỉ biết là nói tiếng Việt bằng cách thông thường như vậy, là chúng tôi thì biết như vậy. Anh cộng hòn thì năng suất thật, nhưng mà anh ai cũng như trừ bất giới anh ai thì đó cuối cùng anh đi chiến đấu là anh đưa qua ra là anh ăn thịt thật, nhưng về với mình là anh cần anh ăn cơm anh cần năng suất á. Ở khu Nam mình đã ngồi đó, khu Nam đó nó đông lắm, là có tiểu đội, ở khu Nam mình có tiểu đội, mà tôi gặp chị Hằng có tiểu đội Mỹ đó, nhưng mà những tập hợp lại ở đâu á, chiến trường đây chỉ có một, còn ở các nơi khác có khi bị bắt, có khi là từ York về, mà ở trên núi cao kia dọc sông Trường, sông Tranh vào sông Ra, sông Tân ở Quảng Ngãi kia mới dọc được đi đường Trường Sơn. Thấy chứ, đi đường trực sớm thì nó sẽ gặp mà. Nhưng tôi có đặc biệt cho cái này, anh thấy máy bay là rất trời. Sợ. Thấy máy bay là rất trời. Bởi vì tôi cứ, hồi nãy đâu có biết máy bay là ngồi máy bay không. Nên thì anh đã đi rồi, anh nhìn từ trên co nó xuống dưới nè, anh có thể phát hiện. Nên anh thấy mức độ máy bay là rất trời. Còn đối với Việt Nam mình là thật gặp. Không có cái hay kệ phố, bán kệ phố, mọi việc đây là đi. Chứ cũng không có nói nè, trên máy bay á. Là mua vào người trơn lách đi. Chứ ảnh là có máy ba lạnh. Nhưng mà cái này nó thêm á, là riêng chiến trường Quế Sơn á, là nhận được truyền đơn của mình á, cũng bằng tiếng Anh mà, ở núi Quế, thì do Chiêu Hòn á, tất cả về mình. Nhưng mà về mình với điều kiện không đáp ứng được vấn đề cuộc sống đó, thì là bỏ qua trở lại. Thì cái này là cái qua trở lại là nhiều đấy. Nga hồi về ở chỗ Cấm Lớn á, một cậu cái nó bỏ nó chạy các bác được, sẵn sàng cởi áo thề đó bán đi chứ không đi nữa,
cái mình phải đưa binh vặn ở trên khu về giải thích nó là sao đó anh mới chịu đi. Anh cứ đầu hỏi là cái người biết nói tiếng Anh, chứ còn người dân của du kích đâu có biết tiếng Anh, đâu có biết gì. Anh cũng nói còn đưa lâu đồ hợp cho anh là anh câu cái no, anh vứt cái đầu của họ thấy họ sử dụng Mỹ nữa, anh với anh cái đồ hợp mà Mỹ đi còn bỏ lại mình lượm mình đưa anh no. Còn mấy thằng mà ở trên kia mà đi cảm cho mình á là nó tiết kiệm lắm, nó khui ra lòng có lòng chuyện an cái cơm còn đổ vào trong lâu quậy đi quậy chân dính thấy cái này cái đổ trở ra ăn tiếp anh tiết kiệm chứ không đó cái dọn là anh em đi đấy thì họ mặc cái trang phục của họ thì là mặc cái gì? Cấm của mình thôi chứ có gì đâu. Tức là mặc mình. Quân hồi đó là anh em đây là ở trên kia ở khu á, hồi đó là lính của khu thì xem như được bộ quân trang. Cái vợ simili á, tức là bộ đồ Mỹ mặc vẫn thoải mái. Mình mặc cái đá quần xuống đến gối nhưng mà Mỹ mặc thì hơi chặt chặt một chút thôi. Cái đồ của miền Bắc. Không quần đồ tay chứ. Simili á, tất cả trang bị cho số anh em simili của miền Bắc đưa vào cỡ to, anh có loại 1, loại 2, loại 3, anh nào nhỏ thì lấy loại 1, anh lớn thì lấy loại 3. Vui à, vui à. Ở đó không, nói chung là người mà hồi tưởng lại trong những năm chiến tranh có những cái là nó cũng rất là vui, mà nó cũng mong một cái ý nghĩa cỏ đôi bay. Hai bên cũng đánh với nhau, mà khi mà mỗi bên so vào đều có một cái cư xử với nhau tôi thấy là rất đẹp chứ không phải là cái nên trong cái tình hình đó thì hồi nãy cũng có nói anh Thông có nói nó là vợ tôi là tù bên Đò Lọt á, bây giờ là cái trong cái tù bên đó vẫn khớp với bên kia. Ra ngày giải phóng rồi Bãi Lam rồi về đây mới gặp nhau là bỏ hồi nãy cũng lên cân kinh lắm, coi như bị cho điện lên cân. Mà hồi đó là tôi cũng chẳng có cái gì là gọi là hơn, tức là người thương binh loại một rồi nó cái cuộc sống thì cũng không có gì khó con, hai người gặp nhau như vậy là cũng thành gia đình đó thôi, chứ còn sự thật là cũng chưa có cái tìm hiểu chi cho lắm. Nhưng cái quan điểm giữa hai bên thì tôi thấy rằng cái đối xử của bên chúng ta là hết sức là nhân đạo, nhân đạo rất và nhân có một cái tình cảm giữa con người với con người, chứ không phải là dù anh có ở bên ngõ ba bên kia nhưng cái đối xử của chúng ta về cái tính chất là con người nó rất là hòa nhã và đẹp cho lắm, chứ không phải là như cái sự mà suy nghĩ tôi nói hồi nãy là nó là việc cạn bả thằng đâu cạn đâu không giả không gã. Mà từ thật như thuốc tôi mà đâu có hai chục cành nó cũng giả chứ cái phải chẩn dọ với rồi cho hồi đó cũng trung sức cũng lớn mạnh lắm, nên như cái việc tuyên truyền với nhau đã nói xấu với nhau là cũng không thực tế lắm. Nên như cái tháng của cái bên cộng sản là cái tháng về cái nhân nhân nghĩa đó, cái nhân lực. Có cái từ mà em vừa mấy tháng nghe bác nói đó là tù binh cái gì ở Đà Lạt ra vậy là bảy ý là bên địch bác, tức là bỏ tù tại Đà Lạt nhà lô Hòa Lạc tù thiếu nhi, nhưng mà hắn còn thiếu nhi lớn, bây giờ lớn cũng là nói là cũng khoảng là 18 tuổi Đà Lạt là thiếu nhi là đưa vô hết Đà Lạt đưa vô Đà Lạt, nên chỉ trời cái tù đó là cái nhà tù đó là được Phan Minh Hùng chỉ ra tất cả nhà tù như con đổ không được, nhưng riêng Đà Lạt được Phan Minh Hùng. Ông này ông gì chánh án tòa án Tâm Kỳ đó cũng tù Đà Lạt đó hả? Nên như vậy, và tôi vẫn ông bây giờ ở cuối tường tù và ông Trương Đức Son ông quay á là mỗi người á là tù của Đà Lạt được cấp một cái bàn tây ơi công nhận anh Hùng nhà, nhà tù Đà Lạt mấy cái logo khi trong kiếm là tiền nữa chứ cả đều cá tôi đúng rồi. Cho em hỏi cái chỗ tù Đà Lạt mà bác nói Phong Anh Hùng nghĩa là như nào? Tức là đó là một lứa tuổi trẻ nhưng hết sức kiên cường không chịu khuất phục với kẻ địch. Phong anh hùng nghĩa là như nào? Là phong cho những tập thể đó, những phong cho tập thể cái nhà tù đó anh hùng. Khi mà bọn Mỹ ngụy nó bắt những người du kích, những người hoạt động cách mạng thì người lứa tuổi nhỏ nó đưa hết lên tù Đà Lạt, nó nhốt tại đó. Hiện nay cái đồng chí mà chủ tịch hội tù yêu nước của Quảng Nam vẫn là tù Đà Lạt. Bàn tụi tôi và hồi đó nó còn nhỏ, vợ anh ấy á là cũng hồi đó còn nhỏ,
cho nên đưa lên nhốt ở tù Đà Lạt. Và nó cũng đàn áp cũng rất dã man như người lớn. Nó cũng tra điện, nó cũng đánh, nó cũng đủ thứ hết. Nhưng mà những em nhỏ đó, nó chứ cũng bằng tụi tôi, những em nhỏ đó là vẫn kiên cường đấu tranh và vẫn một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, không khai báo, không đòi, không chịu chỗ cơ. Cho nên cái lứa tuổi đó mà kiên cường như vậy thì bây giờ đảng và nhà nước đã thấy cái sự kiên cường của những đồng chí nhỏ đó, đồng chí thiếu nhi đó, và phong cái nhà tù đó là nhà tù anh hùng, tức là những người ở đó trở thành anh hùng, một tập thể anh hùng. Em hiểu thế này, không thể gọi là phong cho cái nhà tù là nhà tù anh hùng, mà là tập phong thể, cho những cái cựu tù, à, cựu tù đó. Như các bác nói thế thì là rất là khó hiểu, nên là hiểu ra là cái tập thể cái nhà tù đấy là những người quản lý nhà tù thì là chế độ bên khóc. Kia, mà là các cựu tù của cựu tù nước đó, cựu tù nước ở tại Đà Lạt. Cái người cựu tù đó là phong là tập thể. Vâng. Em thắc mắc là như vậy. Nên là cái nói mình nó không rõ nghĩa thì người không biết sẽ không thể hiểu được. Vâng, rất là cảm ơn các bác. Những người chết rồi, những người sống, những người chết thì ai cũng như nói thôi, cũng tội cho họ, nếu như tìm được còn tốt. Như vậy là cả hai bên là còn cả cốt ở trong lòng đất của sân này. Đấy. Cho nên là cái đó là tôi cũng có cái tâm quyết là có cái điều kiện nào để rồi mình tìm họ về. Đó là vấn đề tìm đồng đội. Thế tôi hôm vừa rồi, năm vừa rồi đấy, có mấy đoàn cựu chiến binh tôi đang lưu niệm tôi là bây giờ là có hơn mấy chục đoàn ấy, mà đến tôi để tìm đồng đội. Thì các đồng đội đó thì các anh nó cũng để lại nhiều cái hay, bà thơ rồi chúc tụng nha rất hay. Tôi thì không giỏi nhân thông, nhưng mà tôi cũng viết được. Tôi viết lại cho ông Lăng á, là anh về phương Bắc cho tôi gửi kỷ niệm một thời trên đất Quế Sơn, trên đất mẹ Quế Sơn, cắm dơi núi Quế Nông Sơn, các anh lập biết bao công oai hùng, hòa bình rồi các anh về lại, hơn 40 năm rồi biền biệt nhớ mong, xin gửi lời tri kỷ đến các anh, nhờ thăm hỏi a còn a mất một chút tình tôi với các anh. Đã tôi nói là bây giờ là nhiều, tôi không giỏi như Phạm Thông đâu, nhưng mà tôi cũng bắt chước thôi. Tôi thấy ổng viết, ổng chúc mình này kia, thư từ mình cũng giỏi, đào mình làm lại thôi, mình cũng giỏi. Thôi mình thấy mấy anh gửi Facebook là thì anh cũng nói là cái bà thứ hai quá, cảm động quá, chúc mừng ba Trung ương. Tôi chỉ nói đến đó thôi, có lẽ mình kết thúc cũng đã được, còn anh Bính, anh Hà, anh có gì nữa. Hai bác Minh, các bác nào có chuyện gì không? Thơ không nhá. Dạ. À, cũng như là khi chiến đấu trong lòng địch là những du kích thì khi lên hình cũng vậy, tức là ưng thì nói mà không ưng thì thôi. Dạ. Ba người nhưng mà trong vòng thời gian thì cũng không nhiều, hơn tiếng thôi. Nhưng mà bây giờ không ưng nữa rồi, cho nên không nói nữa. Và cái lời nói cuối cùng trong chương trình của bác Mai Xuân Hương thì khiến cho tôi cũng rất băn khoăn. Thứ nhất là thông tin về các liệt sĩ của tiểu đoàn 409, tiểu đoàn đặc công 409 qua kênh Uyên Uyên Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ để có thể đến với những người có trách nhiệm hoặc là các cựu chiến binh quan tâm về vấn đề liệt sĩ của tiểu đoàn đặc công 409 thì xin hãy liên hệ với anh Mai Xuân Hương, với bà con Quế Sơn, và chúng tôi sẽ để số điện thoại ở trên màn hình. Và cũng rất là mong các bạn xem kỹ tập video về du kích Quế Sơn để tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, hiểu rõ hơn, kỹ hơn những điều, những ngày tháng mà đồng bào miền Nam đã sống trong thời gian qua, hiểu rõ hơn, kỹ hơn những thân nhân của những cán bộ tập kết ra Bắc đã phải sống như thế nào, và hiểu được
vì sao bà con ta lại phải đứng lên đấu tranh, vì sao lại bỏ tất cả để theo cách mạng, vì sao lại chiến đấu bỏ cả cuộc đời của mình để giành độc lập tự do cho đất nước và cho chính quê hương của mình. Thật sự tôi rất là xúc động. Và chính tôi cũng hiểu được vì sao. Xin dành câu trả lời cho mỗi bạn và cho mỗi chúng ta sau tập phóng sự về vùng đất Quế Sơn này. Và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những người dân cũng như những người du kích không phải bộ đội nằm vùng, không phải bộ đội đặc biệt, đặc công tinh nhuệ, không phải bộ đội giải phóng, cũng không phải bộ đội địa phương, và đó chỉ là những người nông dân đứng lên đánh giặc thôi. Tôi bỗng nhớ đến một câu hát trong một bài hát mà bây giờ rất ít người hát, cũng như có thể nhiều người không biết. Đất ta miền Nam, mỗi người dân là một anh hùng. Chí ta hờn căm, trong tôi luyện đã thành gang. Và xin gửi tới các bạn bài hát này trong tiếp theo của chương trình. Tôi thấy rằng bài hát đó đã thể hiện khi tôi đi những bước chân trên mảnh đất này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin cảm ơn các anh đã tham gia và chia sẻ với chương trình của Uyên Uyên Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đời xanh lại mọc lên, miền Nam càng đi lên, chỉ càng lớn lòng càng mến. Đứng ở miền Nam đủ giờ kia chưa xây bóng đàn, nhưng đến miền Nam trong tôi liền đã thành gang, biết bao dân diều vì anh. Còn vấn vương nghe mỹ vô tay sách sung chảy đón đường dù con dài mà bên lòng anh vẫn dâng tay thôi.